Bonsai Úc Vũ chào anh chị mình. Hôm nay là 15 tháng 6. Thì mình có 37 cây mai chưa hủy. Ha, mình xin quay sơ qua. 37 cây, 4 8 4 8 4 3 12 4 4 16. Đó, đây là 30 cây đây. 30 cây mai chưa hủy ha. Và đây 7 cây. 2 4 6 7. Đó là 37 cây. Thì mình xin báo giá nha. Giá là 350 một cây. Cây sắt trước mặt anh chị là cây sắt ống nước 27. Ha. Cây sắt 27 thì anh chị mua từ 4 cây trở lên là em bao ship. Giá 350 một cây. Còn hãy anh chị nào mà mua hết 37 cây thì em sẽ báo giá giảm nữa. Anh chị mình lưu ý ha. Giá show là 350 một cây. Thì anh chị nào mình ưng thì mình mua bao nhiêu cây, thì ví dụ mua 4 cây hay 5 cây gì đó, tên gì, số Zalo thì mình sẽ gửi từ lần 4 hay cây 5 cây gì đó qua cho anh chị mình. Ví dụ gia đình mình mua 5 cây hay là 10 cây thì em sẽ lựa ra, rồi mình sẽ gửi cho anh chị mình từ người hết nha. Mình có 37 cây ha. Đây là mặt quay một mặt, còn mình để quay qua bên kia là quay thêm mặt nữa. Đây, ở trên quay xuống. Đó, anh chị mình coi ha, 37 cây. Đó. Thì đây là giá bao ship nha anh chị mình, còn mình tới nhà mua thì nó sẽ có giảm giá. Rồi. Bữa nay hồi nãy mấy ngày mấy thì 15 tháng 6 thì mình có nói rồi.